tù thuốc nhỏ nhưng thiết thực, và là tấm lòng tri ân của mỗi đoàn viên thanh niên xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã. Được triển khai từ năm 2020, đến nay 10 tủ thuốc tri ân đã trở nên hữu dụng trong mỗi gia đình. Từ năm 2019, qua vãng gia các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, đa phần đều là người lớn tuổi, có bệnh nền và việc tự chăm sóc bản thân là chủ yếu, nên rất cần có nhân viên y tế thăm khám, tư vấn. Và mỗi khi cô bác đi thăm khám, lấy thuốc về, lại không có nơi an toàn để cất giữ. Từ thực tế đó, Đoàn Thanh niên xã Long Mỹ đã vận động đoàn viên trích quỹ để mua tặng mỗi hộ gia đình chính sách một tủ thuốc, đồng thời trang bị đủ các loại thuốc thông thường như thuốc bổ, thuốc xương khớp, huyết áp, giảm đau. Các cô, các bác thường hay là đau yếu do ảnh hưởng của chiến tranh để lại, nhưng mà thường xuyên phải uống thuốc, nhưng mà hiện tại thì trong nhà không có cái gì để mà đựng thuốc khi mà đi lấy về, thì bản thân mới nảy ra cái ý định đó là sẽ hỗ trợ mỗi gia đình chính sách là nhà con cách mạng là một cái tủ thuốc, để khi mà các cô chú xin thuốc về thì có chỗ để đỡ, để thì thuận tiện cho cái việc là lấy thuốc để uống. Khi chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, đoàn cơ sở vận động lực lượng đoàn viên và phối hợp với trạm y tế xã cử một điều dưỡng cùng với xã đoàn đến từng nhà các gia đình chính sách để gắn tủ thuốc. Hàng tháng, đoàn thanh niên phối hợp với trạm y tế thăm khám cho từng cô bác, đo huyết áp và hướng dẫn cho các gia đình sử dụng thuốc và tủ y tế đúng cách. Thì trạm y tế cũng phối hợp với lại đoàn thanh niên thường xuyên đến thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho những cái hộ gia đình cô chú trong thời kỳ này. Thì thường xuyên tới thì mình cũng kiểm tra cái tủ thuốc, nếu như mà thuốc nào còn hạn sử dụng tiếp tục thì mình tiếp tục sử dụng, còn những thuốc nào hết hoặc là hết hạn sử dụng thì mình sẽ loại bỏ ra. Như thường lệ, hôm nay đoàn thanh niên xã Long Mỹ cùng với điều dưỡng trạm y tế xã đến thăm khám cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, đồng thời kiểm tra để bổ sung thêm thuốc vào tủ thuốc tri ân. Bà Nguyễn Thị Điệp, 83 tuổi, ở ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, là người có công với cách mạng, đã được trao tặng một tủ thuốc tri ân vào đầu năm 2020. Bà Điệp rất trân trọng món quà này vì hiện bà tuổi đã cao, còn mắc các bệnh như huyết áp, nhức mỏi, thì tủ thuốc tri ân với những loại thuốc thông thường, thuốc bổ giúp bà có thể chủ động có sẵn thuốc mỗi khi con cháu vắng nhà. Có tủ thuốc này thì đoàn thanh niên cho thì bà ngoại cũng đỡ mừng lắm. Cũng như bà Điệp, bà Nguyễn Thị Ninh, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, cũng là một trong 10 hộ gia đình người có công với cách mạng được trao tặng tủ thuốc tri ân. Ở cái tuổi gần 90 tuổi, được nhân viên y tế thăm khám sức khỏe định kỳ hàng tháng và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, sử dụng thuốc là hết sức cần thiết, hữu ích. Có cái gì lấy uống cho cũng cho nó đỡ bớt. Thì bà cũng cảm ơn hết các con. Tủ thuốc tri ân là món quà nhỏ nhiều ý nghĩa mà Đoàn Thanh niên xã Long Mỹ đã thực hiện và duy trì 2 năm qua. Ngay khi Ban chấp hành xã đoàn đưa ra ý tưởng, đã được các cơ sở đoàn nhiệt tình hưởng ứng. Mỗi đoàn viên đều chung tay đóng góp xây dựng quỹ dành để đóng tủ và mua thuốc. Là một đoàn viên đoàn thanh niên ở trong xã Long Mỹ thì chúng em có góp một cái phần nhỏ, dù đó chỉ là một cái công sức bé của tụi em thôi, để góp một phần cho cô chú là có một cái tủ thuốc những cái lúc mà ốm đau bệnh tật mình có thể mình không thể di chuyển xa được. Nếu được thì đoàn cơ sở sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này và cũng sẽ mở rộng thêm các ra đối tượng là những cô chú là người già neo đơn trên địa bàn. Tủ thuốc tri ân chỉ là một trong rất nhiều hoạt động thiết thực của đoàn thanh niên xã Long Mỹ, thể hiện tấm lòng biết ơn của tuổi trẻ hôm nay, tiếp nối truyền thống tri ân trên quê hương người anh hùng liệt sĩ Châu Văn Biết đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.